Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tập trước thì có cái chiêu mà quấy mắt đó là giống Annabelle đó, cái này giống Annabelle hơn nè. Cái đồ này giống Annabelle hơn. Anh ám muốn nghe, bây giờ anh mới nghe. Mọi người kỳ quá à. Cái vấn đề là Huy Luân là một chàng trai rất là điềm đạm, ít đúng nói rồi. Dạ. Bình thường ra đây thì bạn ấy sẽ không có mạnh dạn để mà giỡn như vậy. Mà bữa nay người ta giỡn như vậy, cho dù mình nghe cái điều quen thuộc, mình cũng phải tỏ ra như là mình chưa nghe. Trời ơi, em không ngờ anh có thể nhận định. Trời ơi, Chi ơi, Chi ơi, tuyệt vời quá. Thấy điều đó luôn. Cái chữ Annabelle anh